Chào mừng các cụ mợ đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Xấu là một cái thức quà ấy, của vùng núi phía Bắc. Thế nhưng mà cái mà xấu mà ngon nhất thì cháu nghĩ rằng là xấu của người Hà Nội. Tại vì sao? Quả xấu của Hà Nội ấy, khi mà nấu nó không bị đen nước và ăn nó rất là giòn và nó không bị chát nữa cơ. Nó không có vị hậu vị chát. Thế nên là quả xấu thì nhà cháu đã giới thiệu với các cụ mợ rất nhiều những cái món mà trên kênh YouTube cùng cháu vào bếp. Giả dụ như là món vịt om xấu là cái món đặc trưng của Hà Nội nhá, chứ không phải là các món của vùng miền khác. Hay là món xấu dầm, xấu dầm để uống nước giải khát ý. Và ngày hôm nay nhà cháu lại hân hạnh gửi đến các cụ mợ một món từ xấu nữa mà cũng rất là ngon, và món ăn này dùng để lâu dài. Nó gần như là muối xấu, nhưng mà thật ra thì nếu mà nó gọi là muối xấu thì nó không phải, mà nó chính là món xấu ngâm nước mắm. Để làm được món xấu này thì tại sao nhà cháu lại lựa chọn vào xấu gần vào cuối mùa để làm? Tại vì là làm xấu này thì các cụ mợ phải chọn cho nhà cháu quả xấu bánh tẻ, ít nhất là hạt của nó là phải đen đen rồi. Chứ các cụ mợ mà làm xấu mà non ấy, hạt mà lúc nó còn đang mềm mềm ấy, thì nó sẽ không ngon đâu, và để lâu là nó sẽ không giòn. Nên các cụ mợ chọn cho cháu cái xấu bánh tẻ nhá. Xấu bánh tẻ này khi mà các cụ mợ mua ấy thì ở hàng người ta đã cạo sẵn cho các cụ mợ cho vào máy chà một lúc là nó sẵn ra như thế này. Còn nếu các cụ mợ nào mà cầu kỳ hơn ý, thì không chà mà mua về gọt vỏ cũng được nha. Một cân sấu ở đây ngày hôm nay nhà cháu dùng một cân sấu tươi, một cân sấu xanh đấy. Và tỏi, tỏi bóc thì nhà cháu dùng 50g tỏi bóc, 50g tỏi đây. Và ớt nhá, ớt cay thì từ 6 cho đến 10 quả các cụ mợ dùng nhá. Còn các cụ mợ nào muốn cay, cay hẳn ra thì các cụ mợ cắt đôi quả ớt ra cho cháu. Còn nếu mà không muốn cay thì để nguyên quả thì nó sẽ cay dần, nó thẩm thấu dần ra là vừa đấy. Và cái món ăn này thì chúng ta sẽ cần có nước để làm nước dầm xấu này. Chúng ta cần có nước mắm ngon nữa các cụ mợ nhá. Nước này, nước mắm ngon, tí nữa cháu sẽ nói về công thức. Tiếp đó thì nhà cháu cần có một chút muối tinh này, cần có đường này. À, có một cái đặc biệt, phèn chua. Phèn chua này để chúng ta ngâm xấu. Và bây giờ nhà cháu sẽ hướng dẫn các cụ mợ cách làm mà xấu các cụ mợ nhá. Bây giờ đầu tiên nhá, cái món xấu này chúng ta sẽ chế biến như sau. Các cụ mợ lấy cho cháu 1 lít nước sôi để nguội như nước lọc ấy. Hay là các cụ mợ lấy nước lọc ở trong máy, hay là nước nước khoáng cũng được. Đấy, 1 lít nước các cụ mợ nhé. Nhưng mà nước khoáng các cụ mợ mua một chai nước khoáng về 10.000 cho vào đây. Rồi các cụ mợ sẽ cho nhà cháu khoảng độ 1 thìa rưỡi phèn chua các cụ mợ nhá. 1 thìa rưỡi canh phèn chua, tức là nó rơi vào 15g phèn chua đấy ạ. Đây này, 1 thìa này, và nửa thìa nữa các cụ mợ nhé. Nếu các cụ mợ nào không có phèn chua thì các cụ mợ sẽ thay cho cháu bằng một chút muối hạt. Nhưng mà cháu lưu ý rằng là muối hạt nó sẽ không giòn bằng phèn chua đâu. Thế nên là các cụ mợ vào phèn chua nó mua dễ mà, các cụ mợ ra các cái hàng khô ấy, các cái hàng khô ấy thì họ hay bán phèn chua mà. Tại vì là cái phèn chua này hình như là bây giờ ở quê thì còn nhiều. Tại vì cháu nhớ rằng là ngày xưa chỗ nhà cháu ấy thì nước nó hay lên, những cái mùa nước lên ấy. Thế thì nước lên thì lấy đâu ra nước máy mà ăn hả các cụ mợ? Thế thì các cụ mợ có biết nhà cháu dùng nước ăn, nước sinh hoạt bằng cách gì không? Bố mẹ cháu mua phèn chua này về này, giã thật nhỏ ra, xong là bắt anh em cháu là ra của hứng múc cái nước sông mà nó ngập ấy, cái nước mà chỗ nó trong trong ấy đấy, mang về xong bắt đầu là đánh cho đổ phèn chua. Giả dụ như là cứ một cái thùng phi to là một cái bát phèn chua này, một cái bát phèn chua giã ra này, xong là đánh dùng cái gậy đánh cho nó tan lên. Xong đến khi mà cái phèn chua xong, đợi cho nó lắng xuống thì bắt đầu chắt lấy cái nước trong đấy để dùng, để ăn. Đấy, từ ngày xưa đấy, cái lúc mà khó khăn là phải làm như vậy nữa các cụ mợ. Đấy, cái phèn chua này nó rất là hiệu quả ở cái chỗ là nó trong thực phẩm nó là cái chất phụ gia mà làm giòn, rồi là nó còn làm sạch cái nước nữa. Đấy, quả xấu này một là các cụ mợ cắt đôi, nhưng mà cái đối với xấu già thì cắt đôi nó hơi khó. Hai là các cụ mợ gọt tròn vòng quanh. Ba là các cụ mợ sẽ khía, bốn khía. Bốn là các cụ mợ sẽ làm gì các cụ mợ biết không? Các cụ mợ sẽ đập dập quả xấu ra cũng được. Đấy.
cháu cháu chắc chắn chỉ khía thôi chứ còn không thể cắt được, tại vì xấu già mà, xấu bánh tẻ nó già rồi. À, các cụ mợ khía nhà cháu làm bốn như này nhá, đây làm bốn này, 1, 2, 3, 4 là phần đáy của nó này, xong bắt đầu ngâm vào nước phèn chua. Cái món dầm này chúng ta sẽ để được rất là lâu dài đấy các cụ mợ, dầm xong là các cụ mợ để ngoài cho nhà cháu khoảng độ 3 ngày cho nó ngấm đều ấy, xong là các cụ mợ để vào trong tủ lạnh ăn dần. Đấy các cụ mợ khía cho như nhà cháu nhá, khía làm bốn nhá, khía thôi chứ không cắt đấy. Có người thì người ta không khía mà người ta đập dập luôn, cho cái này lên thớt xong bắt đầu là cứ lấy cái chày chày đập dập từng quả một xong bắt đầu cho vào ngâm. À cái nước phèn này khi mà chúng ta ngâm phèn này rồi các cụ mợ cũng sẽ không cần phải rửa lại đâu nhé. Cái món xấu dầm ấy, xấu dầm đường ấy thì là nhà cháu trần phèn, chứ còn cái này thì nhà cháu ngâm phèn, phèn chua các cụ mợ nhá, chứ không phải là đường phèn đâu, nó là phèn chua ấy. Các cụ mợ làm cái món này ấy, thì các cụ mợ dùng xấu được lâu dài. Nhưng mà cái món này ngon nhất ý, là khi mà chúng ta ngâm dầm xong như này này. Khi các cụ mợ ăn rau muống luộc và các loại mà rau, một số loại rau luộc ý, mà cái bát nước mắm ấy các cụ mợ cho cháu vài quả này vào bát nước mắm chấm rau ấy. Đấy. Ăn kèm rất là ngon. Và cái món này nhá, khi mà dầm xong ấy là nó vẫn giòn, nó không lên váng đâu. Nhưng là nó lại có cái vị gì chua, mặn. Hơi ngọt ngọt một tẹo thôi nhưng mà nó mặn là chính, mặn với chua là chính. Các cụ mợ ngâm cho cháu cái này 1 tiếng đồng hồ nhé, trong nước phèn chua, xong tí nữa vớt ra. Vớt ra xong bắt đầu chúng ta sẽ để ráo luôn và lau và làm khô quả sấu luôn các cụ mợ nhé. Để ra cái quạt cho nó ráo nước cho nó khô quả sấu. Và không sợ nó thâm đâu, tại vì chúng ta nấu ngâm trong phèn chua rồi ấy, thì quả sấu nó sẽ không thâm và nó giòn. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ nhà cháu sẽ hướng dẫn các cụ mợ làm cái nước để dầm xấu nhé các cụ mợ nhé. Các cụ mợ sẽ dùng 150g đường kính nhé các cụ mợ nhé. Các cụ mợ dùng đường phèn cũng được. 150g đường này. Công thức nhà cháu đưa ra nhé. Với 300 nước này. Nước với cả đường là phải nhờ bạn Trang cân hộ đấy. Đấy. Nước mắm là 220ml, nước mắm ngon nhé các cụ mợ nhé. Như là cháu nói với các cô mợ ấy, cái nước mắm ngon ấy, làm các món thì nó sẽ rất là ngon. Chứ các cô mợ đừng dùng nước chấm công nghiệp làm thì nó sẽ không ngon đâu. Bây giờ nhiều người là cứ hay dùng nước chấm vào trong cái món ăn. Nhưng mà nhà cháu thì vẫn thiên về nước, các loại nước mắm. Dùng nước mắm, tại vì nước mắm chính là một cái thành phần quan trọng của món ăn Việt Nam. Nhà cháu nhắc lại cho các cô mợ nhé, cái nước sẽ gồm có công thức là này, 300ml nước lã này, 150g đường, 220ml nước mắm ngon và không dùng nước loại nước chấm công nghiệp các cụ mợ nhé, nước mắm ngon. Nước mắm ngon và thêm 10g muối tinh. Rồi cái này chúng ta như nhà cháu nói ban đầu ấy là cái vị của nó là không có chua mặn ngọt cân đối đâu, mà vị của nó chỉ là mặn và chua, hơi ngọt một tẹo thôi. Đấy. Và các cụ mợ sẽ phải đun sôi xong để thật nguội để bắt đầu dầm xấu cho nhà cháu nhé. Các cụ mợ mà cho cái nước nóng này vào ngâm là quả xấu nó sẽ bị ỉu và dai đấy. Nên là chúng ta sẽ phải đun sôi và để thật nguội, sau đó chúng ta sẽ dầm, là sẽ ngâm. Và cái nước mắm ở đây thì các cụ mợ lưu ý là chọn nước mắm ngon, nên là cháu đừng mặn quá, tại vì chúng ta còn có 10g muối trong này nữa. Các cụ mợ cứ quấy nhá, quấy cho nhà cháu, quấy cho đến khi mà nó tan hết, nhìn thấy nó tan hết ý, nó sôi cái là tắt bếp để nguội luôn. Nhá, bây giờ đã sôi rồi này, nhà cháu sẽ cho ra luôn này để nguội này. Đấy. Bây giờ để nguội nhá, thì trong khi để nguội thì bắt đầu chúng ta sẽ đi cắt ớt với cả tỏi các cụ mợ nhá. Rồi các cụ mợ ơi, ớt nhá, các cụ mợ rửa sạch này để ráo này. Cụ mợ nào thích ăn cay thì cắt quả ớt này ra nhé, cắt đôi cắt ba ra, còn không thì để nguyên như này. À có một cái lưu ý nhá các cụ mợ nhá, muốn để cho cái món xấu dầm của chúng ta nó không lên váng ấy, thứ nhất là các cụ mợ ngâm phèn chua cho nhà cháu này, thứ hai là các cụ mợ đun sôi nước để nguội này, và thứ cái nước này phải đun thật sôi để nguội. Và thứ ba nữa là các cụ mợ phải để cho nhà cháu tỏi này, ớt này thật ráo, thật khô. Kể cả quả sấu này sau khi ngâm cũng để thật khô các cụ mợ nhá. Đến tỏi nhá, tỏi thì các cụ mợ sẽ thái lát ra cho nhà cháu như này nhá. Thái lát một củ ra khoảng độ 3-4 lát. Đấy như này, đấy như này. Đấy để vào đây.
Và tỏi cũng phải thật khô các cụ mợ nhá. Cái món sấu dầm này thì sấu ngâm này cháu thấy nhiều biến thể lắm. Có người thì làm chua ngọt, xong có người cho cả xả, có người cho cả riềng, rồi là linh tinh vào. Nhưng mà vấn đề ấy, nhà cháu khi mà ngâm cái này, dầm cái này, ngâm cái này để được lâu dài ấy, thì nhà cháu toàn làm phèn chua. Và cái công thức này cháu thấy là ok. Vì làm sao? Vì là chúng ta sẽ ăn cùng với cái kèm với cái đồ luộc ấy, rau luộc, rau liếc ấy, thế nên là cái vị của nó phải mặn một chút, mặn. Và nó chua từ quả sấu ấy, thì nó sẽ trung hòa được, chứ nếu các cụ mợ làm nhạt quá thì quả sấu tự thành ra nó lại chảy chua, nó sẽ không ngon. Mà ngọt thì thành lại thành nộm rồi, thành chua mặn ngọt cân đối thành nộm rồi, nó sẽ không ngon nữa. Rồi các cụ mợ ơi, nước nguội rồi nhá, nước mà để dầm sấu để ngâm sấu nguội rồi nhá. À, nhà cháu nói lại với các cụ mợ, cái món này là cái món lâu dài và ngâm. Thế nên là các cụ mợ phải chọn cho cháu những cái lọ ngâm bằng thủy tinh này, bằng sành, bằng sứ nhá. Tuyệt đối không dùng inox, không dùng nhôm và không dùng nhựa. Đấy là cái thứ nhất để cho nó đảm bảo an toàn thực phẩm. Và tất cả những cái lọ này thì các cụ mợ đều phải hấp cách thủy cho nhà cháu nhá, hấp cách thủy hoặc là đổ nước sôi vào đây. Xong bắt đầu tráng lọ, xong bắt đầu đổ ra và để cho lau thật khô, ráo như này để thanh trùng. Sau đó là sấu này. Sấu sau khi các cụ mợ ngâm một tiếng nhá, với nước phèn chua nhá. Nếu mà nước muối thì các cụ mợ nên rửa, còn nước phèn chua thì các cụ mợ không nên rửa nữa. Và nó khô như này này. Nó phải thật khô như này nhá các cụ mợ nhá. Nó thật khô như này này thì các cụ mợ mới cho vào trong lọ cho nhà cháu nhá. Để thật khô đấy, khô ráo đấy, khô tự nhiên chứ không phải là để ấy đâu nhá. Cho sấu vào này, xong bắt đầu là cho tỏi, ớt nhá các cụ mợ nhá. Cứ sấu xong là tỏi ớt. À, nếu mà cụ mợ nào mà không thích ăn đậm đậm ấy nhé, không thích ăn đậm đậm kiểu người Bắc của cái sấu này ấy, thì các cụ mợ kiểu ăn người Nam ấy, thì các cụ mợ cho thêm đường vào. Nhưng mà nhà cháu thì không phải là ăn kiểu ô mai sấu nên là không cho nhiều đường đâu, mà chỉ đường cho vào đây chỉ là ấy thôi đấy, đường cho vào đây chỉ là vừa thôi, để làm dần cho cái vị nước mắm cho nó khỏi bị mặn quá thôi, chứ còn không cho nhiều đường vào đây. Còn cụ mợ nào thích chua mặn ngọt cân đối thì cho nhiều đường thêm vào. Đây nhé các cụ mợ nhé, đầy một đấy, tại vì quả sấu nó cũng nặng, vẫn còn nguyên hột mà. Bây giờ chúng ta sẽ chan dần vào nhé các cụ mợ nhé. Cháu sẽ làm thêm một công thức nữa, xong bắt đầu cháu sẽ chan vào đây luôn nhé các cụ mợ nhé. Đây này các cụ mợ ơi, nhà cháu thêm một công thức nữa đây này. Đấy, để cho nó nguội rồi, cho nó một thêm một công thức nữa. Tức là các cụ mợ làm một cân sấu vào cái hộp cao như này, các cụ mợ nhân đôi công thức cho nhà cháu nhé. Đấy. Đấy, ngập như này. Đấy, có cái nén, vỉ nén thì nén xuống, còn không thì thôi. Đậy cái nắp này vào cũng được, đậy từ từ vào, đấy. Thế là các cụ mợ để bên ngoài 3 ngày. Cho nó 3 ngày cho nó ngấm này. Xong bắt đầu là đến các cụ mợ để phải dần cho cái hộp nhỏ để dần vào trong tủ lạnh ăn dần. Mà nếu mà các cụ mợ không để tủ lạnh thì các cụ mợ để bên ngoài thì để chỗ thoáng mát tránh ánh nắng cụ mợ nhé. Và thế là nhà cháu đã hoàn thành xong món sấu ngâm với cả nước mắm rồi đấy các cụ mợ. Yêu cầu kỹ thuật của cái món ăn này là sấu phải giòn nha, không bị váng trắng. Do chúng ta phải trần phèn đấy, không bị váng trắng.
Và thứ hai nữa là sấu giòn để được lâu và vị thì mặn mặn cân đối, mặn chua của sấu, mặn của nước mắm cân đối và tẹo ngọt thôi. Còn cụ mợ nào muốn ăn chua mặn ngọt cân đối thì có cụ mợ tăng thêm đường vào, nhưng mà nhà cháu thì khẩu vị Bắc thì ăn thế này thôi là vừa. Đấy. Và với cái món sấu ngâm mắm như này thì rất là đơn giản, dễ chế biến mà lại đang mùa sấu già, cuối mùa rồi. Thì các cụ mợ làm món này đi để ăn kèm và những cái đồ ăn khác, giả dụ như các món luộc rồi những cái món mà hấp ý, thì mà cần giải ngán ngấy thì ăn kèm với cái này cũng rất là ngon. Nếu các cụ mợ thích clip này của nhà cháu thì các cụ mợ cho nhà cháu một tin và chia sẻ kênh Cùng Cháu Vào Bếp cho nhiều người biết. À, dạo này view nó cũng tụt lắm, cụ mợ xem nhiều cho nhà cháu một tí nhé, các cụ mợ nhé. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.